chào mừng các bạn lại đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Hôm qua thì mình trả lời những cái dòng tin nhắn ở trên kênh, thì mình thấy có một câu hỏi của một vị khán giả gửi đến rất là thú vị. Cái vị khán giả đó chắc là không lớn tuổi, vì đó hỏi như thế này: Nam Thu ơi, thì tôi thấy tôi đang thắc mắc chơi cây kiểng, mà tôi thắc mắc, tôi thấy người ta trưng bày trồng những cái loại cây bonsai rất là lớn, và đồng thời họ trồng vô những cái chậu mỏng, chậu nhỏ, thì làm cách nào mà họ nuôi được những cây xanh tốt mà cây nó sống được? Các bạn thấy một câu hỏi rất là đơn giản như thế, nhưng mà trả lời tôi là biến trả lời, tại vì trả lời rất là dài dòng, rất là nhiều các bạn mới hiểu được, tại vì mình biết là bạn rồi mới bắt đầu biết chơi. Thành ra tôi quyết định tôi lấy cái câu hỏi đó là một cái tiêu đề để hôm nay là mình làm một cái clip chia sẻ cùng các bạn. Thì clip tôi làm là clip chia sẻ để cùng nhau mình trải nghiệm, cùng nhau mà góp ý lẫn nhau để hoàn thiện nghề chơi càng ngày càng phát triển. Tôi không phải là thầy giáo rồi nha, chia sẻ cùng các bạn là như vậy. Thật ra nếu mà chơi cây bonsai thì nó chỉ là đơn giản là một cây kiểng trồng vô chậu, nhưng mà khi mà chúng ta đã bước chân vô nghề chơi, khi mình chơi càng nhiều thì bắt đầu là cái kiến thức mình nâng lên, mình mới tìm tòi thêm những cách chơi của người khác. Nhưng mà các bạn thấy ha, chơi bonsai thì muốn đầu tiên thì chúng ta đưa cái cây vô trong cái chậu, thì có hai cái dạng để đưa cây vô chậu. Một cái dạng là những cái cây nhỏ như thế này, thì các bạn trồng ngay từ nhỏ, các bạn trồng nó thì các bạn chơi thuộc loại mà cái dạng bonsai bỏ túi, bonsai cầm tay, thì các bạn chơi từ nhỏ, cây nó sẽ lớn dần, nó thích nghi dần trong cái chế độ cái chậu chật hẹp. Rồi khi đó chúng ta từ nhỏ chúng ta cho nó nuôi một cái chậu lớn lên thì nó rất là đơn giản, tại vì nó phát triển bộ rễ nó nằm trọn ở trên cây rồi. Cây muốn phát triển tốt thì bắt buộc nó phải có bộ rễ rồi. Thì khi các bạn trồng ha, các bạn cứ như trồng trong từ nhỏ cho đến cây lớn thì nó dễ rồi. Chắc có lẽ mình sẽ thông qua, mình không nói về cái chủ đề đó, mà tôi chỉ có một số mẫu để tôi chia sẻ các bạn, để cho cái video nó thêm hấp dẫn vậy thôi. Mà các bạn thấy những cây là tôi trồng từ nhỏ, là tôi muốn huấn luyện ép nó vô nhỏ, từ nhỏ mà cây cây nhỏ trồng vô chỗ nhỏ rất bình thường. Nhưng những cái cây lớn như thế này trồng vô chỗ nhỏ là như thế nào? Các bạn biết là không phải cây nào mà các bạn cứ từ cây lớn ngoài tự nhiên mà các bạn đưa vô trong một cái chế độ chặt hẹp nó sống đâu. Các bạn để ý coi, thì quanh đi quẩn lại những cái tác phẩm mà lớn thuộc loại là tuyệt tác mà vĩ đại á, những tác phẩm mà cao cái tầm khoảng 3m, 4m, cái phơm cây rộng 6m, 8m á, cây thuộc dạng mà cây cổ thụ á, thì nó chỉ có một số cây nó trồng được thôi. Theo tôi thấy á, thì thông thường người ta thường chơi cây me chua. Tôi nói là đưa tác phẩm dẹp thôi nha, là nếu mà chậu lớn thì nó dễ hơn. Chậu mà chậu bành thừ bành kia mà dùng cần cẩu cẩu lên, cái chậu cao cả 1,5m thì dễ. Còn những cái chậu mà sạc đế mỏng như thế này chỉ có một số tác phẩm người ta đưa vô được. Thí dụ như là trồng cây, tôi thấy cây me chua họ trồng nhiều, dưới cây xanh, cây me chua nè, cây xanh nè, cây si họ trồng rất là nhiều, xanh si đồ, mấy cây dúi đồ đó, mấy cây đó thường họ trồng họ đưa vô. Nhưng tôi thấy cây ăn trái nó rất là đẹp, các bạn thấy không? Các bạn thấy mà những cái cây mà dúi sữa, các bạn dúi sữa mà ép trồng vô cái chậu bóng te, cây nào cây nấy một người ôm á, các bạn có trông như thế mà đẹp. Thì cái công đoạn đầu tiên là tôi chỉ là mình đã chứng kiến, mình thấy người ta đã làm như thế thôi, chứ tôi thì tôi không có trồng, tôi có trải nghiệm. Cái sân vườn tôi có chút xíu, trời, sân vườn như cái lỗ mũi rồi, đưa cây đó vô rồi là hết mẻ vườn rồi. Thành ra là mình cũng khi mỗi lần có dịp mình đi vô mấy cái vườn lớn thì tôi cũng ra tranh thủ để mình học hỏi thêm những để biết thực tế hơn. Chứ bây giờ thì trên mạng internet thì đầy, người ta chia sẻ nhiều lắm, nhưng mà mình vẫn thích là đi thực tế hơn. Khi mà những cái dòng cây họ chọn bây giờ thì họ chuyển sang họ chơi cây nhãn cổ thụ các bạn. Khi mà cây nó đạt tới một độ cao, một độ lớn, một cây đẹp á, thì thương lái người ta đến vườn người ta mua. Ta mua cái cây về bắt đầu người ta bứng cái cây lớn về thì bắt buộc thì người ta phải xả ngọn xuống, ta sạc ngọn xuống, xả nhánh xuống, người ta chỉ lấy một cái gốc thôi. Và đồng thời cái điều quan trọng, khi mà điều quan trọng nhất á, là các bạn di chuyển một cái cây là cái bộ rễ của cây nó phải còn đủ, nó phải là còn có những rễ để cho cây nó phát triển được. Bởi vì khi những cái cây lớn mà trồng ở ngoài thiên nhiên á, thì đất nó rộng mà cây nó phải buông rễ ra ngoài đất để nó hút dưỡng chất ngoài đất nó nuôi cây. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa vô trong một cái không gian chật hẹp thì đương nhiên các bạn sẽ tỉa bỏ cái bộ rễ cho nó gọn lại, các bạn mới đưa vô chậu được chứ. Nhưng mà các bạn đừng có tưởng là người ta sẽ đưa vô chậu liền, người ta không có đưa vô chậu đâu các bạn.
Khi mà bứng bó bầu á, thông thường một cái bầu của nó khá là lớn, là cái bầu nó khoảng ba người ôm á, ba người ôm á, bự hơn nữa đó, tùy theo cây lớn nhỏ, tùy theo cái bộ đế của nó. Bứng được như vậy rồi thì người ta không có đưa vô chậu liền đâu, người ta đưa về vườn. Đưa về vườn cái lồng người ta đặt ở trên cái đất á, người ta trồng, người ta không cần đào lỗ đâu các bạn, người ta đặt ở trên cái mặt đất như thế này, rồi người ta dùng cái miếng quay á, miếng quay bằng nhựa người ta quay, hoặc là người ta dùng gạch nung á, gạch gạch xây dựng người ta quay một cái chậu đại khái, là quay một cái chậu nổi lên đó để cho giữ đất trong cái bộ rễ đó. Rồi khi đó thì người ta sẽ đổ đất vô, người ta xử lý bộ rễ, người ta tỉa, người ta cắt rất là gọn, cái nào cần bỏ thì người ta bỏ, cái nào cần giữ lại, người ta sẽ cưa cái đầu rễ lại, người ta bôi keo luyện da, và đồng thời người ta xử lý, người ta phun cái dạng mà thuốc kích rễ cực mạnh người ta nuôi, rồi người ta dùng lưới người ta che trên lại để trong một cái không gian thoáng mát người ta che lại. Đồng thời cái đó là những chuyên gia, người ta biết chăm sóc, người ta trồng nó mới sống. Bước đầu tiên là người ta trồng như thế. Mà các bạn biết là khi mà người ta ươm để cho cái cây từ ở dưới đất đưa lên trên cái mô đất mà nó sống lại được, thì sống khỏe, nó sống nó quen dần thì mất cũng là 1 năm 2 năm, đâu phải là chuyện đơn giản đâu các bạn. Rồi sau đó khi mà cái bộ rễ già nó mọc rễ non, nó phát triển được, cây nó ổn định rồi, người ta lại di chuyển cái cây vô một cái chậu. Mỗi lần di chuyển vô một lần thì họ đưa vô một cái chậu nhỏ hơn một chút, nhỏ hơn một chút. Khi mà người ta tập cho cái cây nó lại rễ, nó phát triển, nó lại quen với khung cái môi trường chật hẹp rồi, rồi bắt đầu người ta lại đưa vô một cái chậu nhỏ nữa, đồng thời đưa vô một cái chậu mỏng nữa. Khi mà đưa vô một cái cây chậu mỏng là bộ rễ của cây á, là nó đã hoàn thiện rồi, ok rồi. Đồng thời là cái nhánh nhánh cây là cái hàng thứ quan trọng, là các bạn nuôi được cho cái cây nó sống. Cây nó sống mà xong xuôi rồi các bạn đi nhánh thì các bạn đi với kẽm, chứ nhánh nó là chúng ta nuôi khoảng chừng 3 năm là nó ok rồi. Tại vì cơ bản của nó là có những cái nhánh lớn nó có rồi, chia tay người ta đó, người ta đã có cơ bản là có rồi, bây giờ người ta nuôi những cái nhánh trên ấm tàn thôi. Thì khi đưa vô cái chậu mỏng như thế này, đại khái là tôi có một cái mẫu cây này gọi là cây như thế này, đưa vô cái chậu vậy thì cũng gọi là tạm được, gọi là cái đặt cái chuẩn, là cái bonsai chuẩn của tôi đưa ra nhỏ, chứ không phải là của ai nha. Cứ nói đặt chuẩn bonsai của quốc gia hay quốc tế gì nghe nó vĩ mô với người gốc, người ta chửi chết. Là các bạn thấy không, các bạn thấy, nhìn thấy cái chậu này rất là mỏng nè, tôi đưa đây. Khi mà đưa vô chậu mỏng thì các bạn phải xác định được là cái cây của bạn nó sống khỏe rồi, và đồng thời các bạn chỉ nuôi phơm tàn cho nó ấm tàn thôi, chứ không phải là cây nó phát triển thêm cao nữa. Bởi vì các bạn muốn cho cây của các bạn phát triển thì các bạn đưa vô chậu lớn, thì trong đó thì nó rộng rãi thì cây mới phát triển to lớn được. Còn nếu mà đưa vô chậu nhỏ thì chúng ta nuôi sống cây thôi, chứ còn là còn cái cây mà nó phát triển thêm thì nó không có phát triển nữa đâu. Bởi vậy khi mà cây nó đạt tới một cái yêu cầu, một cái tiêu chuẩn nào đó thì người ta mới đưa vô chậu mỏng. Khi mà đưa vô chậu mỏng nha, cái khâu chăm sóc cái cây nó cũng là khá là cam go đó các bạn. Cái không phải là các bạn nói là cây mà người ta trồng khoảng 10 năm người ta nuôi cây được rồi, đưa vô cái chậu mỏng, một cái cây để trưng bày tại cái hội triển lãm sinh vật cảnh nào của một cái tỉnh nào đó thì các bạn mua về, các bạn thấy người ta chăm sẵn rồi các bạn mua về. Tôi thấy cái dòng cây vú sữa với cây me là rất nhiều thích ở trong phía Nam. Còn ở các bạn ở phía Bắc thì họ thường chơi cây xanh và cây si, xanh si nhiều, dành vú nhiều các bạn á. Ở trong phía Nam thì thường chơi cái dòng cây vú sữa với cây me. Rồi sau này có chơi thêm cái cây, tôi thấy cây khế chậu mỏng ấy, cây gì, cây lekima, xong cái saboche, cái hồng xiêm ấy, cũng nhiều, nói chung cũng nhiều lắm. Và tùy cây nha, không phải cây nào các bạn đưa chậu mỏng được. Khi mà đưa chậu mỏng rồi, người ta, các bạn thấy không, những cây mà càng mỏng chừng nào, thường thường người ta trồng vô những cái chậu dĩa bóng mỏng hình oval á, cây nó rất là đẹp cây luôn. Nhìn cây nó xanh mượt, thậm chí mà trưng bày cái cây trái lòn toàn lòng thòng trái như là mấy trái vú sữa, nó lòng thòng rất là đẹp luôn, hoặc là kim trái rất là đẹp. Nhưng mà các bạn mua về ha, cho dù là các bạn có một túi tiền đi, các bạn mua về thì các bạn túi tiền của các bạn phải kèm theo một chuyên gia, một nghệ nhân theo chăm sóc cho bạn. Ví dụ bạn mua một cây như vậy thì bạn có điều kiện thì bạn mua một cây như thế thì bạn phải nhờ cái người nhà mình tưới cây á, thì không nói làm gì. Nhưng mà cái người chăm cây để giữ cho cái phôm cây nó không bị phá dán cây, đồng thời cây nó xanh tốt, cây nó ra hoa cái trái, thì các bạn phải thuê người đến chăm sóc. Có thể là một tuần người ta đến, người ta theo dõi một lần để người ta phun thuốc trừ sâu và phun lên cái lá, kích lá cho nó, bón phân cho nó. Bởi vì cái chậu nó rất là mỏng,
cái chậu đó mỏng như thế như vậy, các bạn không thể nào mà dùng cái phân chuột các bạn tạt vô, phân rải vô các bạn đâu cũng được. Đó, khi mà những cái cây như thế thông thường á, thì người ta dùng cái loại phân các bạn, cái loại phân mà phân hữu cơ, phân nước, người ta sẽ tưới vô, và đồng thời tưới là cứ nói là tưới định kỳ, là không phải là những cây nào cái lượng phân định kỳ cũng giống nhau, bởi vì đặc tính tăng trưởng của mỗi một cây, có loại cây nó hấp thụ dinh dưỡng nhiều thì chúng ta phải bón, phải một tháng có thể chúng ta phải tưới nó 2 lần, hoặc có những cây thì nó ít thì chỉ cần 1 lần được, bởi vì khi mà các bạn bón phân cho nó bạn bón nhiều quá cây nó sẽ bị ngộ độc phân, nó vàng lá, nó rụng lá. Rồi, ít quá thì cây nó cũng vàng lá nhưng mà vàng kiểu không phát triển. Thành ra chăm sóc những cái dòng cây quý như thế thì những dòng cây đắt giá như thế thì các bạn phải có nghệ nhân, có những người là chuyên về chăm sóc cây. Là như vậy là chưa xong đâu nha các bạn. Phun thuốc vô, phun thuốc thì bón phân thì có 2 cách bón, cách bón dưới gốc và cách phun ở trên lá. Đồng thời có những cây dạng như cây của tôi nhỏ nhỏ như thế này nè. Hoặc là các bạn chơi cây bonsai nhỏ nhỏ mà cái dĩa nó mỏng quá đó, các bạn không có khó bón phân, hoặc các bạn kiểu như là mình thích đó, bón phân viên thì các bạn có thể mua những cái rọ như thế này đó các bạn. Đây nè, các bạn thấy không, đây là cái rọ như thế này, các bạn mua cái rọ như thế này, các bạn bỏ phân vô rồi các bạn nhét dưới gốc cây nè, các bạn nhét dưới gốc rồi khi mà các bạn tưới á, thì nó nước nó vô nó làm phân tan chậm từ từ. Đó là những cái cách người ta chăm. Hoặc là có những người người ta khoan trực tiếp vô đây nè, khoan vô mấy cái lỗ gốc cây này, người ta bón cây bón phân vô đó. Nói chung là cái kỹ thuật để mà nuôi một cái cây bonsai thành phẩm từ cái cây cổ thụ, cây cổ thụ mà đưa dòng cái gì đó, cái chậu mỏng để nuôi chơi nghệ thuật là nó rất kỳ công. Bởi vì tôi không có nổi cái đẳng cấp như thế. Thứ nhất là về kinh tế, cái thứ hai là về cái lực của mình cũng không có đẳng cấp để mình chơi cái dòng cây đó. Thành ra tôi chơi những cái dòng cây nhỏ nhỏ như thế này thôi. Dù sao em bé bé xinh xinh và người ta có cái lọc vừng cái hoành 100 thì tôi có lọc vừng cái hoành 20-30 rồi vậy đó, đại khái vậy mình cũng có dòng cây đó. Và đồng thời tôi cũng chơi những cây nhỏ nhỏ như thế này để mình uống éo rồi mình chơi, mình tạo dáng mình chơi để mình trải nghiệm cái cách chăm sóc. Nói chung là mỗi người mỗi một cái cách chơi chứ không ai giống ai. Rồi mà các bạn cứ tưởng là họ để mỏng như thế là họ nuôi được cây hả? Chưa chắc được đâu nha các bạn. Khi mà người ta thấy một cái cây của mình nó có hiện tượng nó suy rồi, mấy ông nghệ nhân, mấy ông nhà vườn lớn người ta dỡ cây ra, không phải người ta đặt vô cái dĩa, chậu dĩa đó hoài đâu. Người một á là người ta có thể là dùng một cái người ta dùng một cái miếng nhựa rồi ta đôn gốc cao lên, đôn gốc cao lên như thế này. Rồi người ta mới đổ giá thể vô, để người ta ủ cái gốc lại người ta nuôi. Rồi sau một thời gian nó cây tốt rồi người ta từ ta mới tháo ra nữa. Hoặc là có những người cây mà nó suy nặng thì người ta dỡ hẳn cái cây lên, người ta đưa xuống đất người ta nuôi lại khi mà cây tốt rồi từ từ người ta vẫn chuyển cái vô. Chứ không phải là các bạn nói là chơi cái dòng cây dễ, bởi vì khi mà các bạn đã xem những cái hội chợ triển lãm á, đó là những cây đã được chăm sóc đặc biệt. Giống như các em mà qua hậu đó, trước khi mà lên sàn diễn đồ này kia, mấy em nó phải qua một cái lớp đào tạo đặc biệt, trao dũa từ lời ăn tiếng nói, từ dắt đi cái cây vậy. Khi mà bước đi chuẩn bị mà có hội chợ thì người ta đã tính toán trước rồi, người ta chăm sóc cái cây rồi, người ta kích nụ, kích hoa, kích trái gì trước cả năm rồi người ta mới đưa đi. Chứ không phải là nói, không phải là như anh em mình nói đi chợ cái xách đích đi chợ đâu, không phải đâu. Trước khi đi người ta đã chuẩn bị rất là lâu rồi, đó những là cây chiến đi chiến đấu các bạn. Thì tôi á, thì tôi biết chút chút thôi, thì tôi đã từng hứa với các bạn rồi, tôi biết cái gì tôi chia sẻ cái nấy. Thì cái chủ đề hôm nay thì kiểu đơn giản thôi, cái chủ đề hỏi các bạn, hỏi làm sao các bạn thắc mắc làm sao họ trồng cây hay quá, cây bự chà bá đưa vô cái trồng te, cây vẫn sống vẫn sinh tốt, chăm sóc kỹ lắm nha. Tưới nước cũng vậy, người ta có thể tưới nước ngày, người ta tưới 2 lần, người ta làm mà sao mà cái vấn đề là cái cây nó sống được trong một cái môi trường chật hẹp là ok. Còn vấn đề là chăm sóc cho cây tốt thì tôi nghĩ là chăm sóc cây tốt thì nó không có khó. Nếu các bạn chịu khó đầu tư cái thời gian cũng như đầu tư cái vấn đề mà học hỏi thêm thì các bạn chăm sóc được thôi. Thì bởi vì vấn đề mà nuôi từ một cái cây hoang dã đưa vô trong một cái chậu chật hẹp, bộ rễ nó chịu phát triển rồi là rất là kỳ công. Khi mà chơi cây, các bạn chơi cây mà các bạn muốn định giá một cái cây ha, đầu tiên các bạn nhìn cái gốc. Nói chung là cái
bước đầu tiên, nếu mà ta nhìn cái dáng cây, nhìn phước cái dáng cây ưng ý, rồi các bạn đi gần cây, các bạn mới nhìn vô cái gốc cây. Gốc cây của nó là đạt chuẩn cây, là cái gốc của nó phải to, gốc to nó vuốt, cái gốc to nó vuốt, nhọn, vuốt từ 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 nó vuốt nhỏ lên trên, chứ trên mà bự, trên bự dưới nhỏ nó bị xiết gốc, nhìn nó không đẹp. Đồng thời các bạn nhìn với cái đầu rễ nữa ha. Hôm nay tôi không có mẫu cây để chia sẻ với các bạn. Cái đầu rễ của nó mà khi mà cây mà thường thường cây mà người ta đưa từ dưới đất vô, người ta sẽ cắt cái rễ, cắt ngang cái rễ, thì nó để là một vết sẹo rất là lớn. Nếu mà các bạn mà chơi lâu năm thì vết sẹo nó sẽ liền da, nó túm lại thì nó mọc những cái rễ nhỏ, nó giống như một cái tiếng gà, nó thu ngắn lại. Bởi vì cái cây nó phát triển là nó nhờ những cái chùm rễ, nhỏ nó hút dưỡng chất nó nuôi cây. Còn cái rễ mà lớn á, rễ lớn mà nó gần gốc á, thì nó đã khóa gỗ rồi. Nó chỉ là nhiệm vụ để dẫn tiếp từ cái rễ nhỏ đưa lên nuôi cây thôi. Thành ra cái cây nó, cái rễ nhỏ càng nhiều thì cây nó càng phát triển mạnh. Các bạn thấy những cây phát triển mạnh á, thì các bạn lấy một cái mũi dao, các bạn so chung quanh cái hành chậu nè, cái rễ cám nó bám đầy luôn, là những cây rất là mạnh. Còn có những cây các bạn trồng cái năm trời, hai năm trời mà các bạn thấy rễ lèo tèo mà không có cái rễ cám nhiều, là thông thường những cây nó ít phát triển, phát triển rất là chậm đó. Thành ra khi mà nắm được cái đặc tính đó thì các bạn chăm sóc cây, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ được thành công đó ha. Rồi cái chậu này tôi cũng đang tính là phân vân, có nên là nuôi cây này lớn hơn chút nữa không. Thì khi mà các bạn nuôi cây, các bạn vừa chơi cây vừa nuôi cây, thì các bạn nuôi cái chậu lớn chút xíu, tuy rằng nó không có đẹp, bởi vì cái chậu nó nhỏ, cây nó lớn thì nó mới tôn vinh cái cây lên. Nếu mà cái chậu nó bự, mà chậu bự quá mà cây nhỏ thì nó sẽ làm lép cây vô, nhìn thấy cái chậu không à. Nhưng mà chúng ta thì bởi vậy chúng ta nắm được rõ cái nguyên tắc đó, chúng ta phải chọn cây cho nó phù hợp, chọn cây và chậu nó tương xứng với nhau. Nhưng mà không sao, các bạn nuôi cây thì các bạn nuôi chậu lớn chút xíu, ai nói xấu kệ nó, cây nó sẽ mau phát triển. Khi mà nó phát triển đến một mức độ nào đó, các bạn không muốn cây nó lớn nữa, các bạn muốn giữ ngay cái form cây nó như vậy, thì các bạn đưa vô cái chậu cho nó phù hợp, chậu muốn mỏng cho đẹp cây. Tôi đang suy nghĩ có nên là đưa vô chậu lớn, bởi vì đưa vô chậu lớn thì phải chấp nhận cây là nó cao thêm tí nữa. Nhưng mà thôi ha, vậy nó cũng được rồi. Cây lộc vừng nè, hôm nay nó mọc lá non nè, đó. Cây này các bạn trồng, các bạn để nơi có nắng, đồng thời mỗi lần thay lá nó là nó sẽ có bông. Có người thì người ta ngâm vô nước á, ngâm vô nước cho nó xuống lá, xong rồi nhấc nó lên để ráo nước, cây nó có bông. Nhưng mà tùy ha, chơi lộc vừng thì các bạn mua lộc vừng các bạn tùy cây. Có cây nó xiên bông nó có hoài, có cây nó làm biến này, tôi nói trời, cây nó làm biến thì muốn chặt mẹ bỏ mẹ cho rồi. Cây, những cây làm biến ra bông các bạn kích thuốc hoài, mà kích thuốc nhiều nó hư cây. Cái dòng cây nó làm biến ít bông lắm. Có cây thì nó xiên bông, giống như là các bạn mà trồng cây ăn trái á, ở trong cái vườn của các bạn, cây nào nó xiên là nó xiên cùng một chế độ chăm sóc như nhau. Cây nào nó ra trái là nó ra trái quăng hoài, còn cây nào nó làm biến bỏ bao nhiêu phân nó cũng vậy. Thành ra chơi cây nghiện cũng vậy, cây nào nó xiên bông nó có bông, cây nào xiên trái nó trái, còn cây nào nó lười nhớt chảy thay như tôi vậy, không có bông mà mình trái vậy trời. Thôi cũng được rồi ha, hôm nay thì có chia sẻ với các bạn một số kiến thức mà nho nhỏ mà tôi đã lượm lặt được từ các nhà vườn. Cũng có thể là mình cũng chưa chuẩn xác lắm, nhưng mà mong rằng các bạn khi mà xem clip, nhấp like, nhấn chuông và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần người làm clip. Và đồng thời các bạn cứ gửi những cái dòng tin nhắn về, những cái nào các bạn chưa rõ, hoặc mà khi các bạn thấy tôi nói có những cái mà không được chính xác, thì các bạn góp ý để cho nghề chơi càng ngày càng hoàn thiện ha. Để con chàng nhỏ xíu để có bông, và thấy cưng không, tôi mới trồng nè, cây đang giống từ cái rễ nè. Rồi đến đây mình phải nói là chia tay với các bạn rồi. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.